Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11 tháng 6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 cho đến 60%. Nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Thưa quý vị, Thủ tướng đồng ý khởi công đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào ngày 17 tháng 6, khởi công đồng loạt 3 đường cao tốc vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu vào ngày 18 tháng 6. Đó là nội dung công văn của Văn phòng Chính phủ vừa gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố liên quan về tổ chức khởi công các dự án đường cao tốc. Cụ thể, đối với 4 dự án thuộc dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng khởi công ngày 17 tháng 6, Thủ tướng dự lễ khởi công tại điểm cầu tỉnh An Giang, điểm cầu chính. Đối với các dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đồng loạt khởi công vào ngày 18 tháng 6, Thủ tướng dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh là điểm cầu chính. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk và các địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc kết nối các điểm cầu theo hình thức trực tuyến, hoàn thành thủ tục, các điều kiện để tổ chức khởi công các dự án. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn các địa phương liên quan về các thủ tục, điều kiện để tổ chức khởi công các dự án. Việc tổ chức lễ khởi công các dự án phải đủ thủ tục, các điều kiện theo quy định và phải đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm. Thưa quý vị, để bảo đảm đủ vaccine triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng đúng kế hoạch, an toàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao phải chủ động, khẩn trương chỉ đạo thực hiện ngay các giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục ngay tình trạng thiếu vaccine trước ngày 24 tháng 6. Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao làm việc với các nhà sản xuất, tổ chức quốc tế, một số quốc gia để tìm kiếm thêm các nguồn vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Bộ Y tế ban hành ngay hướng dẫn phòng bệnh, phác đồ chẩn đoán điều trị cho trẻ bị nhiễm bệnh trong trường hợp chưa được tiêm vaccine theo đúng lịch. Trước thực trạng nhiều địa phương gặp khó khăn, vướng mắc khi thực hiện mua sắm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, các địa phương đã đề nghị Bộ Y tế thực hiện đấu thầu tập trung, đặt hàng hoặc thực hiện đàm phán giá các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện đang thiếu một số loại vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng như là vaccine DPT, phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, vaccine 5-1, phòng bệnh viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván và phòng bệnh viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn HIV. Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan cho biết số liệu thống kê sơ bộ cho thấy tháng 5 năm 2023, lượng và kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm mạnh so với tháng 4. Cụ thể, tháng 5 cả nước nhập khẩu 7.608 chiếc, kim ngạch đạt 191,2 triệu đô la Mỹ, giảm tới 38,3% về lượng và giảm 33,6% về kim ngạch so với tháng 4 năm 2023. Như vậy, đây là tháng thứ 2 liên tiếp mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu có chiều hướng giảm mạnh. Và trước đó vào tháng 4, lượng nhập khẩu giảm hơn 19% so với tháng 3. Dù có 2 tháng sụt giảm liên tiếp, nhưng tính chung 5 tháng đầu năm, ô tô nhập khẩu vẫn có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, hết tháng 5, cả nước nhập khẩu gần 62.000 chiếc, tăng 22% về lượng và tăng 10,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Thưa quý vị, đêm ngày 10 tháng 6, hai đội pháo hoa lần đầu tiên tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 là Canada và đội Pháp đã tiếp tục với đêm thi thứ hai với chủ đề Tình yêu không biên giới. Đây là năm đầu tiên đội tuyển Hands Fireworks của Canada góp mặt trong lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Canada mang tới phần trình diễn có tên Cực Quang với những dải sáng tuyệt đẹp trên bầu trời Đà Nẵng. Đặc biệt, với 14 bản nhạc điện tử hay nhất của âm nhạc Canada đã được đội Hands Fireworks sử dụng cho phần tranh tài của mình. Pháp cũng là lần đầu tiên tham gia lễ hội này.
Đây là đội đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi trình diễn pháo hoa ở Hoa Kỳ, Ba Lan và Bỉ. Sắc màu hy vọng là chủ đề chính trong phần thi của đội tuyển Pháp. Giữa màn biểu diễn, ca khúc Đừng hỏi em vì sao của ca sĩ Mỹ Tâm bất ngờ được đội tuyển Pháp sử dụng. Đêm thi thứ 3 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ diễn ra vào tối ngày 17 tháng 6 với sự tranh tài của đội Australia và Italia. Thưa quý vị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 10 tháng 6 cho biết sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Putin trong thời gian tới để tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Phát biểu tại một sự kiện ở Nuremberg, Thủ tướng Scholz cho biết ông đã từng điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nhấn mạnh điều kiện để có các cuộc đàm phán hòa bình công bằng giữa Nga và Ukraine là Nga sẽ rút quân. Kế hoạch điện đàm được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ Nga và Đức gia tăng khi hai nước liên tục trục xuất các nhà ngoại giao, công vụ của nhau. Ngày 31 tháng 5, chính phủ Đức thông báo đã yêu cầu Nga đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán của nước này ở Đức. Đây là động thái đáp trả của Berlin sau khi Moscow áp đặt hạn chế số lượng công chức Đức tại Nga ở mức 350 người. Trong phát biểu đưa ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết động thái trên là nhằm tạo sự cân bằng về nhân sự và cơ cấu giữa hai nước. Theo đó, việc đóng cửa lãnh sự quán phải được hoàn tất vào cuối năm nay. Như vậy, Nga sẽ chỉ được phép vận hành đại sứ quán ở Berlin và một trong số 5 tổng lãnh sự quán hiện nay. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga ngày 10 tháng 6 tuyên bố nước này sẽ đáp trả sau khi Iceland trở thành quốc gia đầu tiên quyết định dừng hoạt động của đại sứ quán tại Moscow. Nga đồng thời cáo buộc Iceland phá hoại mối quan hệ giữa hai nước. Trước đó, một ngày, Iceland thông báo họ sẽ dừng công việc tại đại sứ quán ở Moscow kể từ ngày 1 tháng 8 và yêu cầu Nga hạn chế hoạt động ở Reykjavik. Theo Bộ Ngoại giao Iceland, các hoạt động của đại sứ quán đang bị đình chỉ do quan hệ thương mại, văn hóa và chính trị giữa hai nước ở mức thấp nhất mọi thời đại. Iceland cho biết quan hệ ngoại giao giữa hai nước không bị cắt đứt và đại sứ quán sẽ được mở lại sau khi quan hệ được hòa bình. Thưa quý vị, một nam thiếu niên 15 tuổi đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ nổ súng ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Theo cảnh sát sở tại, hiện động cơ vụ việc vẫn chưa được xác định. Cảnh sát đã nhận được tin báo về vụ nổ súng gần một quảng trường ở phía nam Stockholm vào đầu giờ tối ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương. Thông báo của cảnh sát cũng cho biết những người bị thương còn lại gồm một nam thiếu niên 15 tuổi, một người đàn ông và một phụ nữ trong độ tuổi từ 45 cho đến 65. Đã có hai nam đối tượng bị bắt sau khi bị rượt đuổi khoảng 1 giờ sau vụ nổ súng. Cảnh sát hiện điều tra vụ việc này theo hướng giết người và cố ý giết người. Hôm 9 tháng 6, 3 người khác cũng bị thương trong hai vụ nổ súng khác nhau ở khu vực Stockholm. Theo số liệu của cảnh sát, trong năm 2022, Thụy Điển đã ghi nhận 391 vụ nổ súng, trong đó 62 vụ có người thiệt mạng. Thưa quý vị, đã có ít nhất 5 công nhân thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra vào ngày 10 tháng 6 tại một nhà máy sản xuất chất nổ ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận thông tin trên. Vụ nổ xảy ra tại nhà máy tên lửa và chất nổ MKE nằm ở ngoại ô Ankara. Thống đốc Ankara Vasip Sahin cho biết hiện không còn công nhân nào bị mắc kẹt trong nhà máy. Vụ nổ được cho là một sự cố chứ không phải là một hành động khủng bố. Một cuộc điều tra hành chính và tư pháp đã được tiến hành. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 9 giờ sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.